kê đồn ta rồi bỏ cảm chìa dương vô từ chạy rồi có từ chìa chùm riêng đồng bây chạy phá bà dòi tờ ồ bộ môn trây bốc ở lùi môn trây đài kết tập bì bà dòi luôn đôi chìa hôn xa nhị đạp. Chùm bố ca cắt đây này bà tê cảm chìa đồng bây chạy bà dòi tờ ồ khmai đôi khía à nâng vì vật xô mê vì quán bà ơi. Vân tay ở vây đài dương truy chấp ạ. Đại dương từng ốc nha mình ai nơi xin bán ạ. Cứ ca cắt chui đầy dương vô ta ôi bật tê chết kháng rưu có vô ta ôi chân chết đỏ tầy. Đôi chìa ca vi nì vô đầy rộp bòn rộp mơn ta vô ta ôi dương ôi chân. Và vô ta ôi bộ xinh tiết để bán bóng plan bây chơ. Và dương đăng hai từng ốc nha đại dương từng ốc nha truy chấp. Hơi vô ta ôi phụ ốc nhà xinh xinh để tha xa mà tiên đồng bây xe tử cách ấy nâng cư chỉ lạch mùi đồng bây tè từ cặp một plan preacher nà từ vô đây nâng từ lộ và viết chìa viết ảnh nói cho thông mà xâm rập vị trí vô rốt khám ái đây là từ tù bàn mê được nôm là ngôn khá lâu mê được nôm là ngơ mê được nôm đây là kích ta bị phải giói tọc luôn hôn sáng quát mình mên kích phải giói bóng ôn khá tha hôn sáng quát mình men kết bởi dao tại đó bởi chia bởi rốt rưu bởi dao bởi tế chia đi xung bay tại bạc ra bỏ quát có quát mình kết đó này xung bay tập cua xa bỏ quát có quát kết đó này thế bỏ bồn thà hôn sáng kết đó côn đó cháu ọt tên hôn sáng cứ kết đó mốc mọt khuôn ai dịch thông kết đó ập nạch khuôn ai dịch thông mùa hai đấy màn quát lực côn quát mà ai can ẩm nạch đòi xa quát chăng rẻ xa nâu mốc mọt đầm nành rồi bỏ quát quát khách ao tàu nẹt đầu tây à vay đại chỉ một ngọn bọc quát tàu lùi bà dân chỉ hôn san từ lan cứu xá quát mệt thời trắng ngày quát tàu riệp trăm à bật tê chiết ở o ở côn quát đang lao ta bay bật chiết thở bật tay ở miền dịch tây phải nô bà hơi cả na lao đôi ta bật chiết thở bật tay cứ bôi quát công vùng ở nơi dụng vậy nha bàn tay quát mệt mệt từ lan côn trâu từ lan bãi quát từ lan khôn quát thông chiên ở vay từng ở chẳng hay anh đứng ở để khi mưa khơi thà dương từng ở khi nia về khắc chìm khơi bật tập cam khóc rướng về khắc dương đôi chỉ rương hi ấy chẳng vì tàu chỉ vô thì nhưng vô màu bị phịa bên bật tê bật tập cam khi nia vay tàu vay mau bóng ôn xưa tháp phải cho ấy để bóng ôn mà vay rương hi bắt đây tận đây từng mua bóng ôn mình đang khơi mà bật tập cam màu bị phịa na đồng bay về nghe trong pi ca bật cỏ tro bật trùng đen na bắt phum hay sủng rắn đấy bom ôn sát ở triệp, riêng bom plan thôn thiên thom chiết bom ôn sát ở triệp, vận tải mỏ prot cam có crack facebook riêng hình bạc nhom hoa chất mà bụi bung sát tại khmai ngô, vận tải ở đom cả tệ bom ôn mình đăng chia nhom vô tha bom ôn đào chả nữ ở vây đài kì ao đầm lay tha Campuchia vật tế Campuchia nâng cư chìa vật tế Acharya vật chìa chôn Campuchia nâng ọc cha thư và sát vận tế xảm mây đi khi nhóm mơ khơi tha sau mình tên hay on mình tên cú ôi khmát đôn ta cú ôi dương tự ọc nia mình miên mốc ấy tự chụp đôn ta tế bởi quan tả rương hình mà bỏ tạc cam bình vật tế rương kê chú lúc nia xa dương mà bỏ tạc cam bình vật tế bà vi ọt tâm trâu đi bà rương mới tiết đại lục xây lên sử dụng bàn ở xua khi nhóm tha biệt bọn những rương ca trịt bệnh. Ca trịt bệnh bọn bọn tầng ọc nia dương khơi tha ca trịt bệnh bọn bọn miên mật tệ khoai như thế. Kể tha mũi kể tha trịt đầm bây phải dòi khám mại. Mũi tiết bọn bọn mũi chùm luôn ọc đăng thị hôn sàn ôi sài có sài tam kê tớ của vừa ca nghiên được nông ông nai cho bọc kì chẳng cái ôi sài tha chịch bệnh nâng đòi phải dâu anh chàng chó bóng ôn chè tại 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 sài tam bánh tay bóng ôn dưỡng ốc tô phụ chà nà ta ca chịch bệnh nâng viết bầm ra phòng phải dâu ai nẹ nà ai bà tê mùi nà ta chịch bệnh nâng đầm bầy ấy nâng viên dân tàu xua sân dân tàu phụ chà nà dân công chè thật chưa nà dân thua chưa bình nô dân miên khu có ba dân miên ổ đông cái tệ dân tàu phụ chà nà bà ca bà sân chỉ hôn sáng quạt sở lanh thì chia bỏ rốt quạt thơ mách quạt tàu thơ ảnh rô tìm xa mân chăng bố à vậy đây xâm khăn chấm bong cả sĩ co để thua sai chấm ca sọt ngay đến tàu ca ấy tìm xa rồi ngay nó bị ớt tìm xa vì mến ớt lâu đặc tùm ninh thì
ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនដាំបានផ្លែហើយបើអត់មានទីសាសួរថាបងប្អូនទៅជីកព្រែកនឹងបានអីបាទទី2បើសិនជាបងប្អូនដាំហើយបងប្អូនបានផលដឹកចេញពីចង្ការបងប្អូនតើបងប្អូនត្រូវបកាត់ព្រែកនឹងឬមួយក៏បងប្អូនបតាមមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវការផ្លូវណាផ្លូវតាមមូលដ្ឋានអាហ្នឹងមួយទី2បងប្អូនត្រូវការអីទៀតត្រូវការធរាសាស្ត្រត្រូវការទឹកដើម្បីទៅធ្វើស្រែធ្វើចង្ការមានទឹកនៅព្រែកជីកនឹងកាត់មួយព្រែកដែលគេជីកនឹងជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋកសិកររបស់យើងនឹងគាត់ដាំដុះហើយគាត់ធ្វើកសិកម្មហើយប៉ុន្តែរលភោគផលផ្លែឈើទាំង lain នឹងគឺត្រូវបានចាក់ចោលជាដើមដូច្នេះតើព្រែកនឹងគេជីកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំចេញដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចបើអ្នកដឹកនាំមិនដែលជួយនាំចេញនៅផលិតផលដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ដាំដុះបានផងហើយឥឡូវប្រេកក៏ជីកទៀតដើម្បីបំផ្លាញទាំងលុយទាំងកាក់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយដល់ការប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មកសិផលបានតើដែលអ្នកដឹកនាំមិនដែលនាំចេញឲ្យបោះចោលជាញយដងហ្នឹងគឺពេញពេះពេញតែប្រទេសហ្នឹងតើប្រេកហ្នឹងអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំចេញដោយខ្លួនឯងបានទេឬយ៉ាងម៉េចហ៊ុនសែនគាត់គឺជាមេដឹកនាំមួយដែលពូកែបោកប្រជាពលរដ្ឋជាង30 40ឆ្នាំគាត់មិនមែនត្រឹមបោកប្រជាពលរដ្ឋក៏បោកអន្តរជាតិទៀតគាត់មកអន្តរជាតិគាត់ថាយកលុយមកជួយខ្មែរដោយសារខ្មែររងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមក្រីក្រប៉ុន្តែអន្តរជាតិឲ្យលុយរាប់រយលានដុល្លាររាប់កោតប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់បានយកមកបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់យកតែបំរើផលប្រយោជន៍បាក់ពួកក្នុងក្រុមរបស់គាត់បងប្អូនកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនប្រេកជីកយើងមើលមួយផ្នែកយើងថាវាប្រយោជន៍ទៅដល់កម្ពុជាយើងអត់ពឹងវៀតណាមយើងអត់ពឹងដង្ហើមដកវៀតណាមឥឡូវបងប្អូនសម័យមើលណាពេលដែលប្រេកជីកនឹងជីកទី1ទៅប៉ះពាល់អីប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងហ្នឹងបាទកាលណាជីកទៅដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងគឺមិនទឹកភ្នែកលហាមទៀតហើយបាទអត់មានសំណងសំរុំលហាមមួយទៀតទី2គឺធនធានធម្មជាតិយើងដឹងថាប៉ះពាល់ដូចជាត្រីដូចជាស្អីផ្សេងផ្សេងនិងដូចជាទឹកសមុទ្រទៅជ្រាបចូលមកវាប៉ះពាល់ច្រើនឥឡូវយើងសួរថាចុះបើអត់មានប្រេកជីកតើយើងអាចដឹកទំនិញបានទៅក្រៅប្រទេសបាននេះយើងបានដោយសារអីយើងមានកំពង់ផែក្រុងពិសេសនោះយើងមានផ្លូវរថភ្លើងឥឡូវគ្មានអីបផ្សោជាងផ្លូវរថភ្លើងទេបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់មានកំណើតគាត់បង្កើតតែផ្លូវរថភ្លើងពីបាត់ដំបងយើងមានផ្លូវតាំងពីបន្ទាយមានជ័យរហូតទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញឃ្លាទៅដល់ពិសេសនោះហើយរថភ្លើងគឺដឹកទំនិញបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយទំនិញអីក៏យកទៅបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹកទៅដល់កំពង់ផែក្រុងពិសេសនោះហើយក្រុងពិសេសនោះបើមិនដូច្នេះយើងចង់ធ្វើទៀតយើងធ្វើផែនឹងឲ្យខ្លាំងទៅយើងអត់មានសន្ទុះអារឿងប្រេកជីកហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើប្រេកជីកហ្នឹងជីកទៅមានតម្លាភាពណាមានការសិក្សាពីអន្តរជាតិពីប្រទេសសេរីទាំងអស់គេមកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេជួយយើងអាហ្នឹងវាអូខេបាទវាអត់មានបញ្ហាអីទេជីកទៅប្រយោជន៍យើងប៉ុន្តែយើងសួរថាជីកទៅដើម្បីអីដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសចិនវាទៅបំរើប្រទេសចិនវាអត់មានបំរើខ្មែរទេឥឡូវមានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់មកប្រតិកម្មថាប្រេកជីកនឹងអត់បានខ្ចីលុយគេទេណាឃើញគាត់មកប្រតិកម្មមួយប្អូនស្រីមួយនៅប្រទេសជប៉ុនណាគាត់ថាជីកប្រេកនឹងអត់ខ្ចីលុយគេទេបាទមានប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាយើងមិនខ្ចីទេប៉ុន្តែយើងវិនិយោគទៅឲ្យគេជីកឲ្យគេជីកមានន័យថាម៉េចណាមានន័យថាពេលដែលគេជីកបានគេត្រូវយកផលប្រយោជន៍ពីប្រេកជីកនឹងបានន័យថាគេជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចា៎បាទគេជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងគេត្រូវរកលុយឲ្យគ្រប់ចំនួនរបស់គេសិនបានគេអាចបកគលប្រេកជីកនឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងល្ងងយកដីទៅឲ្យគេសម្បទានដីឲ្យគេដូចយើងសម្បទានដីឲ្យគេទៅដាំកសិកម្មមានតែមេដឹកនាំល្ងើទេដែលសម្បទានដីឲ្យគេទៅធ្វើកសិកម្មចោះអាខ្លួនឯងក៏ល្ងងម្លេះប្រជាពលរដ្ឋឯងជាង3លានអ្នកអត់ចេះធ្វើកសិកម្មទេហាពូជខ្មែរជាង17លានអ្នកបាទ17លានអ្នកហ្នឹងសួរថាពូជខ្មែរពីដើមមកធ្វើអីគេធ្វើស្រែធ្វើចម្ការតើហើយ
hết ấy chăm dương còn là ngôn còn mình che chui quạt nó mà dương trong thơ cả sĩ cám dương và bại đó và chạy cái tên ai quạt tử đó thôn thiên ai quạt tử nó chui quạt tấu quạt thơ ban đôi thì cái này năng ấy buồn năng vì mau thơ men vua và ân và prom nam mà thơ nè mà thơ cầm lăng thơ khu cả ba đôi thì cái này năng và chân khi tha rương chị bị chị đi ha vì mình sầm khăn tha chị rư mình chị tỷ vấn đề gì vì sầm khăn tha ta chị đầm bầy ấy bầm ra phao bầy gió ao này na ở bên bạc và anh em khi mà xong phần nâng hơi xong đó là cả nít ở việc mình dừng từng pi rút để cầm phong tại rộng trăm ở xong nua pi lục sợi lên giật thế đi và xong ở cột ở con thì rộng lâu sợi này nên cả nhà bạn sẽ đạp hai thì rộng cứ chi dụ về chuẩn rộng bỏ cả nạp bạc xong cổ chiếc bạc trăm bạc hai bản tiên mình chơi hai dân tự buồn nẹ nâng cứ chỉ côn rộng bỏ nẹ bản tiên mình chơi nâng ai đại miền là phục bỏ đáy cho một tháng bản tiên mình chơi đại miền về rệ bỏ rõ bỏ rõ bỏ dân là vì cao cho nó nâng cứ lộ xong đáng xì nâng ai hai lộ lộ xe rên nên cả nhà dân khơi hai tháng nông niên chỉ dụ về chuẩn chả chanh máu chia sầm đầy miệng bạp này bà dô tự priếp cho mùi nâng khôn mà nét rô còn lại mà priếp thịp bàn tế bố khôn mà nét cứ chia dụ về chuẩn đáy làng tam trường khảo ấy hay là không phải nick có cùng tại copy bìa cùng robot luôn ấy đã kết thả chia kết tự do mỗi đại đôi lúc 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 này nên cả nhà đăng hay hay có đôi chia phía rộng bàn lực làng hay không cả đại hôn sàn ăn vật luôn bập bập luôn nâng thực tổng vơ tương lai thơ nâng nông vật tế Campuchia nâng cứ chia nâng khăn à sao nâng ẩm bơ thọc tiệp chỉ trả đại mình con pro đại lang tam chương khá ở các mình đó là ở hai mình prom cài prai nâng chui lục liêng nâng co sang kê chung hỏi phục luôn ái bài chia copy nâng tổng vơ ạc rõ rõ phục luôn ái đàm bây ăn vật nâng nông vật tế Campuchia tiền lúc lúc này nên cả nhà bận to chị bận to từ tiệt nick khi nhom chẳng miền sầm núa xua từ ôn sập hòn mặt đồng ôn sập hòn muôn này bận tách cứ phía rốt ban lực là ông pi ca bẹp con chùm môi nâng ca đại thà prey chi phù nó nâng trở ban bờ sân chi miền ca chi nâng cứ bẹp con chùm môi nâng chân hai mươi giang tiết miền ca prata cam tha mình mang chơi lôi chân tế bận tách cả bộ sài rồi bờ phía rốt ban dây tha và tổ chim mình chơi có chỉ ca cho tốn tranh vì chân đôi khi đôi khi nó phải đại chân cho tốn hai chân mình cho chặt hà tế chân cứ bị sa chân mũi nè nào có cái vô đây các bà cả có cái tay ta chân này đây kia mình chặt hà tế mình chẳng hai một giang tiết nó phải đại cái cục cồn dân hà sập chân nằm tá cái tơ ca lôi chấm nuôn đại cái chấm nái rưng mũi cái tơ ca chấm nấy mũi thôi chỉ đọc thôi từ tiệt anh đang chia rưng mũi hai rưng mũi tiệt đây nhằm trong xua tơ sập hoàn về mùi đời khía về bẹp con chùm mùi nâng rương nâng đời khía nhưng khơi hai ca cọc rộng rộng bò mà nay đại ca tập to phu to tập cọc rộng to tì diện nâng cứ ba năm Campuchia ao khai tế chia bà tế mùi đại mê bà chia bà rọt chiên đập liên nẹ khai tế chi nẹ đẹp chùm bẹp bòm nol kế cứ khăn nông bà rọt thamai máy cao màu ao tài miên sân chết liếm rưu mùi chì vật liếm cứ trời ta chùm bẹp cái chiên bà mùi rồi đô la Amerik nông bộ rõ khám ai mình mùi rụp chà đôi chân này đôi ca lực là rụp bò phía rộng đáy cứ bàn khơi hái bình chị ấy khơi tha hà sập chân nam rụp bò chân đây nâng trời cục rộng lợi bệnh chị nâng ảnh bệnh chị nâng ảnh bệnh chị nâng ảnh thôi ai kê cục rộng đó từ hà sập chân nam hay là khăn ông đang đôi khăn này hà sập chân nam nhưng cực mơ tớ ta bà chia bà rốt đai chụp bẹo lôi kê bà mối rồi đồ là à mê rạch chiêng nâng rồi hãy bộ ruộng cho mối nâng kê cực krong hà sập chân nam nâng ta bà chia bà rốt nâng trực xong kê bà mán tử cơ tớ bà mối rồi đồ là khăn nông bà nẹ hái nơi miên à hà sập chân nam nâng đại thơ đại kê cực krong nâng khăn nông bà tế Campuchia nâng vì tòa ta miên ca chân nâng lỡ đám lỡ ca nâng thích tiết bàn chân yô prom đồn bờn chân kê mình chọc tôn tê kì mình chân nai lôi tê 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 vô ai kê đào kê trời ta miên ca bà đại đôi chân này สำหรับสุพรรณเวงตาสุพรรณกถาปรีชิเนี่ยเชียร์อากำบังได้กำปองแต่เยี่ยจุนกาลยวนสบายใจนั่นนะยังกำปองแต่ดาวตะเลจันนั่นนะปนแต่ยวนใบเชียร์สบายใจน้องจุ่มน้อยแต่ทายวนทั่วจีโปรแต่กรรมทำเหมือนกูน่าจีซังมันซัวนี่เองเชียร์จ๊อกปะปอนไอจีดำยังเกิดให้ทายวนให้หนึ่งขมายชีวิตเซฮอนไซน์เนี่ยปีนั้นเนี่ยฮอนไซน์มันได้เห็นชั่วหรือก็ประกายหรือก็จะเจไอหรือก็จะเจเรื่องไอมวยปีบ่มน้องหรือบอยูนี่ก็ปนท้ายหมอจิกเปรย์ฟูนอน
ើសុផុនគិតថាវាជាល្បិចកិច្ចកលអ្វីទេយួនធ្វើលេះប្រតិកម្មឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះនៅអនាគតទៅប្រេកជីហ្វូណននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺជីកតាំងពីខេត្តកណ្ដាលកាត់មកតាកែវហើយមកដល់ខេត្តកំពតហើយឆ្លងទៅដល់ខេត្តកែបអីនោះជាដើមយើងឃើញហើយខេត្តទាំងប្រមាណដែរនៅជាតិប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងវានឹងคล้ายជាព្រំប្រទល់ដែលគេយល់លេះថាគេប្រតិកម្មថ្ងៃក្រោយនឹងคล้ายជាសង្គ្រាមណាមួយអញ្ចឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខេត្តទាំងប្រមាណដែលគេអាចយកទៅតើបងអូនគិតថាវាដូចអ្វីដែលបងគិតដែរឬទេគឺគ្រាន់តែជីកព្រែកហើយនាំគ្នាប្រតិកម្មចុះឡើងតែទីបំផុតនឹងគឺជាបំណងរបស់យួនដែលយួនកំពុងតែប្រតិកម្មអូនគិតថាវាដូចអ្វីដែលបងនិយាយដែរទេបាទសូមអរគុណបងហើយជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់អង្គហើយសូមក្រាបថ្វាយព្រះតាព្រះអង្គនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិបាទនឹងឯខានចូលនិយាយយូរដោយសារទូរស័ព្ទវាអាក់ដួលវាខូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនា40នាក់ជាងហើយនឹងឯរឿងប្រជាហ្វូណននេះយើងដឹងរឿងអត់ដឹងលឺហើយគឺល្បីទូទាំងប្រទេសហើយដូចជាគូនចៅហ៊ុនសែននឹងគាត់អុយគូនចៅគេប្រហោះប្រព័ន្ធព្រាតគមត្រូលខ្លះដាក់ profile ប្រជាហ្វូណនខ្លះផលិតចម្រៀងអីគមត្រូលអីដើម្បីគេថាប្រជាហ្វូណននឹងជាអីគេមិនអីគេមិនខ្ចីតហើមបរទេសដកបាទបើសិនថាគេធ្វើទៅវាបានជោគជ័យមិនបាច់ជ័យតហើមបរទេសដកបាច់ជ័យតហើមចិនយួនដកមានវាល្អណាស់តែអានេះវាមិនមែនគឺយើងគិតមើលទៅអាការចំណេញក្នុងការក្នុងជីព្រិចជីហ្វូណននឹងវាដូចវាមិនចំណេញប្រមាណទេតែផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់តើហ៊ុនសែនចាំបាច់អីដែលត្រូវខ្ចីដង្ហើមពីយួនមកដកបើយួនគឺជាប្រទេសមួយដែលលេបកម្ពុជាក្រោមបាត់ហើយហើយបំណងរបស់គេគឺចង់បានព្រំដែនប្រខិតហើយប្រខិតទៀតហើយមួយទៀតចិនបើចង់សុំដង្ហើមពីចិនក៏ចិនទាមទារដែរដូចជាមានការកាត់យកកក់ទឹកដីរៀមអីហ្នឹងជាដើមចុះបើសិនជាសុំដង្ហើមពីសំរងស៊ីមិនល្អជាមិនសំរងស៊ីអត់ជាពាក់គុណអ្នកណាហើយក៏មិនជាពាក់លុយអ្នកណាដែរតើបងអូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចវិញទៅបាទនឹងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយជួយចិត្តនិយាយអាចិនកេងខ្លួនឯងបាទគាត់និយាយដោះសារគាត់ថាមិនខ្ចីតើហើមអ្នកណាដកតែការពេតគាត់អោបជើងអោបជើងចិនយួនយោតើហើមចិនយួនដកជារឿយរឿយមិនថារឿងស្អីទេដូចគាត់សប្តាហ៍នេះអារឿងធ្វើជាឆ្លោះគ្នាធ្វើស្អីនោះអ្នកណាមិនដឹងព្រោះហ៊ុនសែននឹងតកូលហ៊ុនជាមួយយួននេះវាដូចឈាមតែមួយទៅហើយវាអត់មានត្រូវធ្វើឆ្លោះគ្នាពិតប្រកបទេការពេតទៅហ៊ុនសែនវាដូចយួនក៏វាចាប់អាចិនក៏វាចាប់វាធ្វើជាឆ្លោះគ្នាតអនាគតព្រះជីកនឹងមិនបានជីកមែនអនាគតតដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដូចបងប្អូនជាប្រវត្តិតែងតែឆាតមកសួរខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំគេថាជីកនឹងដើម្បីអនាគតតច្បាស់ជាជីដែនរបស់យួននេះតហើយខាងយួនវាមិនស្រួលវាប្រទេសខ្មែរវាបែងចែកជាមួយចិននៅម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអីទៅអនាគតព្រោះខាងវិស័យអនុសពថ្ងៃវាពេញអស់ទៅហ៊ានចិនទៅហ៊ានចិននៅពេញនឹងហើយហើយដោយតែខាងនេះវាបានជីអាប្រទេសជីនឹងទៀតគឺវាជីដែនហើយរឿងថាបើថាណាហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈថាចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋរੋទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានយកអាលុយចិត្តពីអីពីពលលៀនជិតពីពលលៀនជីព្រេចជីកនឹងមកធ្វើប្រព័ន្ធវិរៈសាធ្វើរੋទីផ្សារដោយប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយដោយប្រជាពលរដ្ឋអាពេលខែធ្វើស្រែក៏ខ្វះទឹកទៅអាពេលទឹកពេញអាពេលខែភាសាក៏ពេញលិចស្រែលិចស្រោលិចផ្ទះទៅបើគាត់ថាចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋមែនយកអាលុយទាំងអស់នឹងមកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានទឹកប្រើគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យអាពេលខែប្រាំងក៏រੋទឹកមិនបានងូតមិនបានប្រើប្រាស់អាទឹកស្រោចតាមមិនមានយើងឃើញហ្នឹងហើយយើងការឈឺចាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញកាត់ស្រែកយ៉ាងណាព្រោះពលរដ្ឋមាននៅតែនឹងបាត់តែយើងឃើញហើយបើគាត់ចង់ជួយមានឆន្ទៈចង់ជួយប្រទេសជាតិចង់ជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានគាត់មិនយកអាប្រេជីស៊ីណុនមកហ្វូណុនមកលើកឡើងឲ្យរំបីពេញប្រទេសបាទ
hay ខ្ញុំថាអានេះក៏បានផលប្រយោជន៍ចិនច្រើនដែរដោយសារចិនយើងឃើញហើយប្រទេសលាវសក់ថ្ងៃលីកលួងខ្លាំងមែនទែនដោយសារអាផ្លូវអាទេសភ្លើងមួយដែលចិនវាធ្វើអុយលាវនឹងលាវខ្ចីលុយចិនមកធ្វើអាទេសភ្លើងក៏បានផលប្រយោជន៍គេដកតំណែងពីប្រទេសគេចូលមកប្រវេតូណាខ្លះកំដឹងគេដកតំណែងដកមិនដឹងតែដកអាវុធដកស្អីខ្លះយើងក៏ដឹងដែរហើយលាវបងលុយអុយចិនទៅជារឿយៗទៅបងរកខែរកឆ្នាំទៅតែអាផលប្រយោជន៍ចិនអ្នកដាន់ដឹកនេះសោះដូចអាប្រេជីស៊ីណុនអាហ្វូណុននេះក៏ដូចគ្នាដែរបានផលប្រយោជន៍ទៅចិនទៅយួនឯទៅតែខ្មែរបើសិនអាចៃលុយយួនធ្វើអាយុលុយចិនធ្វើមែនក៏យើងចាន់តបងលុយកាឲ្យគេទៅដល់2000លៀនហ្នឹងទៅប្រាក់កាមួយឆ្នាំប្រហែលមួយខែប្រហែលទៅហ្នឹងហើយយើងគិតថារបបមួយនេះគេដឹកនាំប្រទេស